Hốt Di Cụ Tè khiến tất cả ngã ngửa khi công khai hành trình chuyển giới. Sở hữu gương mặt cute với các đường nét hoàn hảo cùng với thân hình sexy nữ tính, cô gái Trần An Kim, 19 tuổi, đến từ thị trấn Hồ Chí Minh được dân tình trầm trồ khen ngợi về ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên thế hệ đây, An Kim lại gây để ý khi công khai hành trình phẫu thuật chuyển giới để có được ngoại hình như hiện tại, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. An Kim là một cô gái cute, nổi tiếng, trang cá nhân của cô được hàng chục nghìn người theo dõi. Để có được màn lột xác hoàn hảo, An Kim đã phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu, tiểu phẫu đau khổ để vừa chỉnh sửa nhan sắc, vừa biến ngoại hình từ một chàng trai thành cô gái nữ tính. Được biết, từ năm 10 tuổi, dẫu mang hình hài một cậu con trai, nhưng chính Sài Thành lại có tâm hồn, tính cách của một cô bé. Ngay từ nhỏ, em đã cảm thấy mình là con gái chứ không phải con trai. Em thích chơi với các gamer thủ nữ trong lớp, chơi búp bê, nhảy dây, thích mặc giấy lớn lên, khi mở màn có cảm xúc với gamer thủ khác giới thì em chỉ cảm tình với các gamer thủ nam thôi. Chất giọng và gương mặt em cũng như con gái vậy nên không khó để nhận ra giới tính thật của mình, An Kim nhớ lại. Ít ai ngờ cô gái này lại từng mang hình hài của một chàng trai. Khác với những người thuộc giới tính thứ ba, Soàn phải sống giấu mình, hành xử có chừng mực vì kinh quản gia đình, bạn bè phát hiện chính Sài Thành lại công bình biểu lộ thiên hướng giới tính, mặc kệ mọi lời bàn tán, kỳ thị. Rất may, cô được bố mẹ và những người thân thiết thông cảm, chấp nhận chính loài người thật của mình. An Kim tâm sự, từ nhỏ em đã biểu lộ tính nữ rất rõ rệt ràng, cộng với giọng nói như con gái nên ai cũng biết cả. Tất nhiên không tránh khỏi một vài người dài biểu, kỳ thị, nhưng em không quan tâm. Quan trọng là em may mắn được gia đình, bạn bè thấu hiểu, thông cảm và yêu mến loài người thật. Cách đây một năm, khi bước sang trọng tuổi 18, An Kim mở màn thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển giới và phẫu thuật thẩm mỹ để lột xác thành một cô gái hoàn toàn. Trước đó, em cũng đã mặc đồ của con gái, trang điểm, để tóc dài nhưng nhan sắc chưa thật hoàn thiện, nữ tính. Cuối năm ngoái, em mở màn nâng mũi, cắt mí và tiêm môi. Sau đó là phẫu thuật nâng ngực và sau cuối là can thiệp vào phần dưới cơ thể. Niềm tự hào của gia đình. Được biết, tiêu dùng cho các cuộc phẫu thuật lên đến gần 300 triệu đồng, An Kim cho hay tất cả đều do bố mẹ cô tài trợ. An Kim phải chịu đựng cả chục cuộc phẫu thuật đầy đau khổ, tiềm ẩn không ít rủi ro. Cũng chính mẹ Kim là người ở bên chăm sóc, động viên tinh thần khi chính Sài Thành trải qua những ngày tháng đau khổ, mệt mỏi nhất. Trước khi can thiệp dao kéo, em phải sử dụng liệu pháp tâm lý, rồi dùng hormone thử nghiệm và điều trị theo yêu cầu giới tính. Sau đó thế hệ trải qua cả chục cuộc đại phẫu, tiểu phẫu từ gương mặt cho đến cải tạo cơ quan sinh dục. Khi phẫu thuật thì hôn mê hoàn toàn nhưng lúc tỉnh dậy là chuỗi ngày đau khổ, không ăn uống, đi lại gì được. Đặc biệt sau khi phẫu thuật bộ phận sinh dục, bác sĩ phải nong mỗi ngày, đây là quy trình rất phức tạp và đau khổ nhất với em. Rất may, chuỗi ngày nằm viện, em luôn có mẹ ở bên chăm sóc, động viên, nhờ vậy thế hệ vượt qua được và thêm quyết tâm để lột xác An Kim bột bạch. Nhan sắc của An Kim ngày càng hoàn thiện sau thẩm mỹ. Sau một năm, ngoại hình của chính Sài Thành ngày càng hoàn thiện. Đối với An Kim, chuyện thẩm mỹ và chuyển giới là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Cô chia sẻ, bây giờ lúc nào em cũng vui, suốt ngày soi gương và được mặc đồ đẹp. Con đường mình lựa chọn thì phải vui chứ, có thế hệ sống trong xã hội này được. Em từng đọc chuyện của một gamer thủ cũng muốn chuyển giới như mình, mà mẹ gamer thủ ấy không đi làm, không dám nhìn mặt họ hàng gì xấu hổ. Thậm chí gia đình đi mời thầy về cúng mấy tháng mong có thể đổi mới tình thế. Em may mắn được bố mẹ yêu thương, ủng hộ. Em phẫu thuật hoàn thành và cute như bây giờ, đi đâu gặp gỡ ai mẹ cũng lôi ảnh ra coi rất tự hào. Con gái tôi nè, xinh không, bố mẹ thì lúc nào cũng gọi em là con gái cưng của mẹ. Ngoài chỉnh sửa nhan sắc, An Kim còn chăm chỉ tập luyện để có body thon thả, sexy như hiện tại. Cô nàng Soàn xuyên tập gym đều đặn câu kết ăn uống khoa học mỗi ngày để duy trì vóc dáng, sức khỏe.
Sau hành trình lột xác, giờ đây Hốt Di Sài Thành Soàn Xuyên nhận được những lời ngợi khen về nhan sắc. Cô bật mí mỗi ngày đều có rất nhiều chàng trai xinh làm quen, ngỏ lời theo đuổi, tặng dàn rét mướt trị để biểu lộ tình cảm. Hiện tại, khi đã hài lòng với ngoại hình, anh Kim ý muốn sẽ theo học các khóa học diễn xuất, thực hiện quá ước mơ biến thành diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai.